Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không, và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dụng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong dòng chảy cuộc sống, có những câu chuyện chạm đến trái tim chúng ta, như câu chuyện của chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung, một người phụ nữ thanh lịch đầy sức sống tại tỉnh Bình Dương. Dáng vẻ thướt tha và nét đẹp quý bà, chị Nhung từng là biểu tượng của một cuộc sống tươi vui tràn đầy hoài bão. Nhưng định mệnh đã đưa chị vào hành trình đầy thử thách khi chị phát hiện mắc bệnh u não. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi nhiều điều quý giá trong cuộc đời của chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Bệnh tật đã khiến chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung mất đi thời thanh xuân rực rỡ. Những ước mơ và hoài bão của chị từng ấp ủ, giờ như sương khói, biến mất trong cảnh đời đau đớn. Nhưng giữa những khó khăn đó, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã tìm thấy ánh sáng hy vọng tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với sự tận tâm và chuyên môn của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại đây, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã được áp dụng phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đầy tâm huyết. Trong những tháng ngày hỗ trợ điều trị ung thư tại đây, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã không chỉ nhận được sự chăm sóc y tế mà còn cảm nhận được tình thương và sự quan tâm từ các thầy thuốc, nhân viên và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Cùng sự động viên không ngừng từ gia đình, họ đã đồng hành cùng chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung trên con đường gian nan này, giúp chị lấy lại sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống. Thật kỳ diệu, sau một thời gian kiên trì hỗ trợ điều trị ung thư, sức khỏe của chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã dần hồi phục, cảm xúc vỡ hòa khi gia đình chứng kiến sự phục hồi của chị. Họ đã cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Chúa, cố linh mục, nhà nghiên cứu Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, cùng toàn thể các thầy thuốc và những người đóng góp vào hành trình này, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Tại phòng khám cha từ gửi thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, không chỉ có sự hỗ trợ về thể chất mà còn là sự hồi sinh về tinh thần. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung là một minh chứng cho sức mạnh và niềm tin và tình yêu. Phòng khám cha từ gửi thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ mang đến hy vọng cho những bệnh nhân như chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung mà còn là biểu tượng của sự đồng cảm và sự chia sẻ trong cuộc sống. Từ đây, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung không chỉ lấy lại sức khỏe mà còn khôi phục lại những ước mơ và hoài bão của mình. Cuộc sống cứ tiếp tục và mỗi ngày mới lại là một cơ hội để chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung tỏa sáng hơn bao giờ hết. Xin trân trọng. Dạ thưa chị có thể cho biết họ tên mình đến từ đâu nhỉ? Nguyễn Thị Cẩm Nhung đến từ Bình Dương. Thưa chị, thì có thể cho biết cái triệu chứng bệnh của mình á, dạ. Ban đầu á là biểu hiện như thế nào, dạ. Sau đó mình đi bệnh viện nào để mình điều trị? Ban đầu là mổ cách đây 9 năm là ở bệnh viện Chợ Rẫy. Sau này cái từ 7 năm sau là năm ngoái là năm 2023 là mổ đại học bệnh viện y dược. Sau nửa năm nay là tới kiểm tra lại thì bác sĩ nó làm vẫn mổ lại. Rồi cuối cùng không đi mổ, bác sĩ nói có mấy ngày thôi rồi xuống cha tường. Về cha tường. Sao chị biết ở dưới cha tường mà xuống đây vậy? Tự vì từ hồi giờ là bà chị ruột là bà có bên cha tường rất là nhiều, nhưng mà bà không nghĩ ra. Rồi cái tư cái khi mà đi xuống kiểm tra chụp lại kiểm tra lại thì bác sĩ nó định mổ đó, thì bà chị bác kia xuống cha tường cái vừa ba ngày cái lại xuống cha tường. Còn cái cơ duyên mà chị biết cái pho tường xong xuôi chị đến đây như thế nào, chị có thể kể hoàn cảnh trước đó? À,
khi đó là xuống ngày là mình, bữa ngày thứ nhật là sáng thứ hai tới cha tường luôn, rồi ở luôn tới giờ 72 ngày 72 ngày đi về. Mà bên đây là nó khỏe rồi, bác sĩ kể thêm là cái thời điểm mà xuống đây á là trong tình trạng sức khỏe như thế nào, rồi bệnh gì, rồi dạ, các thầy tư vấn ra sao, rồi sau đó mình trị ở đây như thế nào tới bữa này mới lành bệnh. À, chủ yếu là nó cũng mệt lắm, nó mệt mình nên ngủ nhiều, ảnh hưởng ngủ nhiều sợ, cho nên bây giờ là bớt rất là nhiều, ngủ thì cũng ít, không có nhiều. Bằng ngày không có ngủ nhiều, hồi xưa bằng ngày rất là ngủ nhiều, cho nên bây giờ không ngủ, bằng ngày không ngủ nhiều 15 phút à, còn tối thì ngủ được 6-7 tiếng. Rồi gần đây nhất là chị đi khám bệnh ở bệnh viện nào và kết quả ra sao vậy? Ở bệnh viện gần đây là thầy Quý cho đây là lên bệnh viện Trà Vinh đó. Rồi tất cả là khám mà cái nào bác sĩ cũng ok hết, đang khám mà bác sĩ cái gì cũng ok, rất là tốt. Rồi bản thân của chị với gia đình chị có vui mừng gì trong cái nhà? Rất là vui, xuống cho tường vui lắm, mừng quá mà phải khóc. À, xin chị cho biết là chị nhận định sao cái phòng khám như thế này trong quá trình chị điều trị ở đây? Dạ, ở đây là phòng khám trung bằng phòng xuống cha tường, cha tường ở đây là cha tường coi như là không có gì mà bằng cha tường ấy, hết tất cả trên thế giới này. Nếu mà cha tường như vậy là tất cả bên kia người ta cũng về, bên nước ngoài người ta cũng về, Việt Nam mình biết, nước ngoài biết người ta cũng về, người ta làm thì tất cả ở đây rất là tốt. Mà không nghĩ là ung thư mà bớt, mà tất cả bệnh nhân ung thư tất cả là bớt hết, không nghĩ ra, chỉ có cha tường thôi. Rồi các thầy ở đây cái tinh thần phục vụ như thế nào? Dạ, các thầy ở đây là toàn bộ các thầy ở đây là phục vụ rất là chu đáo, mến khách rất là nhiều. Thế bản thân chị thấy hài lòng không? Dạ, em rất là hài lòng, vui lắm, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn các thầy. Vui vẻ mà coi như thật tình với những nạn nhân, mà tất cả nạn nhân đều bớt mà ra về, không nghĩ ra mà nữa. Bà cha cứu nhiều, Chúa cứu nhiều, các thầy các cùng hảo tâm chung vui đầy đủ. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận
và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dừa, vậy mà người ơi, xóa
tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km.
Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.